xa xôi, thậm chí có nhiều người từ Long An, Tiền Giang lên đây coi show. Có một bạn hồi nãy em có gặp ở dưới, nói là em bay từ Phú Quốc qua luôn. Cho nên là em rất là cảm ơn quý vị đã dành tình cảm rất là lớn cho Sài Gòn Tân Thời. Và nếu mà trong khi phục vụ cái việc chia sơ sót, chắc mong quý vị cũng sẽ lần thứ bỏ qua. Và mọi cái phút mà vui trên sân khấu đó, nó đều là ngẫu nhiên và hầu mong mang lại cái không khí thật là vui nhộn để cho quý vị giải trí. Cho nên quý vị và nếu có phiền mà chờ đợi quá lâu, quý vị cũng có lỗi với Sài Gòn Tân Thời quý vị nha. Quý vị có thể góp ý cho inbox bay Sài Gòn Tân Thời, chúng tôi sẽ ghi nhận và khắc phục. Riêng tới tuần sau chúng ta sẽ có một đêm music live rất là ấn tượng, và lần đầu tiên đoàn mời một ngôi sao nhạc nhẹ và phục vụ. Thì nói chung là em cũng tiết lộ trước luôn, đó là Mai Ra Trầm, có nghĩa là quán quân X Factor của Việt Nam, và cô ấy đang là một ca sĩ rất là tình cảm, sẽ trình diễn vào ngày 29, có nghĩa là tối thứ bảy. Và riêng tối chủ nhật thì chúng ta sẽ có một chương trình cũng rất là ấn tượng, Halloween với một cái ý quà tặng đặc biệt là một iPhone 14 nữa, cho nên quý vị nhớ nha. Và thứ sáu thì chúng ta sẽ trở lại với vở kịch Đêm Kinh Hoàng theo dự kiến, tại em đang xin được diễn viên, nhưng mà tiếp tục thì Đêm Kinh Hoàng sẽ trở lại với phiên bản Halloween. Và thứ năm thì chúng ta sẽ có những cái chủ đề trò chơi dân gian để phục vụ cho quý vị giống như cái game hôm nay, cho nên quý vị đừng bỏ qua ngày đầu hết. Đặc biệt là đầu tiên tới thứ bảy chúng em sẽ áp dụng một hình thức mới, và nếu quý vị có sưu tập vé ngày hôm đó, quý vị nhớ giữ vé lại để chúng ta sẽ đổi những cái vòng tay ca nhạc cho quý vị nha. Ở khoảng khung giờ gần cuối thì ca sĩ tới thì chúng ta sẽ bắt đầu làm hành trình, tại vì nếu mà không có một tour thì cũng rất là khó, tại vì chi phí thuê một ca sĩ như vậy rất là lớn. Quý vị có thể thấy là bên em là ít có khách mời lắm, những khách mời đến với đoàn là họ đến để hỗ trợ thôi, chứ họ nếu mà tính thẳng ra mình không có vé nổi đâu. Doanh thu một đêm là quý vị bán trong vé 20.000 không bao giờ trả nổi một ca sĩ hết với cái lực lượng sân khấu như vậy. Cho nên là quý vị ai còn vé cho cô này quý vị có thương đoàn thì quý vị nhớ thứ bảy tuần sau đêm đầu tiên. Đêm đầu tiên để trải nghiệm cái hình thức đó, cho nên rất mong quý vị cũng sẽ đến. Và tụi em không có thâu phụ thu, nếu mà quý vị ủng hộ vé từ đầu tới cuối đó, quý vị cứ lưu vé lại và giữ vé lại, thì tới cái giờ ca sĩ tới thì các bạn sẽ đi kiểm vé một chồng gì đó. Quý vị có dù đủ số lượng vé là 10 vé hoặc 15 vé thì không có vấn đề, em sẽ đổi một cái vòng tay cho quý vị coi show miễn phí. Còn nếu mà quý vị không có thì quý vị có thể mua thêm vé lô tô để bọn hỗ trợ cho nó đủ cái số lượng vé thôi. Nói chơi tụi em không có phụ thu gì cả, rất mong quý vị cũng sẽ hiểu cho đoàn và hỗ trợ cho đoàn. Lục cũng rất là mong muốn có những cái chương trình thật là hấp dẫn cho quý vị. Và quý vị cũng biết đó, em không có lấy vé vào cổng gì hết, cũng không có lấy tiền ghế. Và nếu mà quý vị đi trễ thì mới tới tốn 5.000 đồng thôi, chứ còn ngoài ra không có thâu gì hết trơn, và trừ vé ô tô thôi. Cho nên rất mong quý vị cũng sẽ thông cảm và ủng hộ cho Sài Gòn Tân Thời. Em cũng rất là hồi hộp về tức này, không biết là quý vị có đón nhận hay không, hoặc là quý vị có hài lòng hay không, thì hy vọng là cái show đầu tiên sẽ là cái sự thử nghiệm để quý vị có thể cho lộ và lại kiếp nhiều cái feedback tiếp tục nhất, để chúng em có thể làm những cái show sound chất lượng hơn quý vị nha. Ngày 29 là sự đầu tiên nha. Rồi cái bây giờ chụp lời cuối cùng, dạ em còn vài vé cuối tay từ ngày bản hẳn thôi, phía đây luôn dạ phía đây luôn, cô đang chơi tay rất là nhiệt tình, dạ em biết là quý vị rất là thương em, dạ có nhiều cô chú anh chị tới rất là sớm luôn. Thì để mà có nhiều dòng nhạc hơn thì cái dòng nhạc đầu tiên là em mời được Mai Ra Trầm, và sắp tới nữa thì có thể là những ca sĩ dòng nhạc khác hoặc những danh ca Bollywood khác cũng sẽ ghé. Và tại vì một đêm nhạc bình thường nếu mà ta có khách mời thì chỉ có 2-3 bài thôi, nhưng mà riêng với những đêm nhạc của họ thì họ có hát trên 10 bài cái gì. Cho nên là quý vị cái phần đó là tụi em là kinh doanh một tiếng tới một tiếng rưỡi mình không có hoạt động lô tô luôn, cho nên quý vị cũng hiểu giúp em cái khó của đoàn ha. Mình muốn một chương trình chất lượng giống như kinh nhà hàng, mình phải hy sinh rất là nhiều. Rồi ngay bây giờ ẩn còn chờ vé cuối tay, cho nên rất mong quý vị cũng sẽ ủng hộ. Phía này nè ẩn ơi, má giơ tay quá trời luôn, mỗi tay luôn em bán em dẫn ở trên đó nè kìa, còn vé không chạy lên trên kìa, hết rồi hả? Dạ dầm túi, dạ ước chị dầm đầu đúng chị. Rồi dạ dạ còn vé cuối rồi xong, dạ có được rồi em, rồi hết luôn phải không? Đúng luôn rồi, dạ em cảm ơn quý vị rất nhiều, dạ một chồng có chồng bán vé à quý vị. Dạ rồi, thế bây giờ ai bán vé cho tay với mắt sân khấu bắt đầu dò xấu vô. Con người năm con mười 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 năm con mười
mười con sắp tươi, chúng ta mười con sắp tươi, chúng ta mười lấy gì đây, 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 từng bước từng bước thăm. Hôm nay buồn hơn tháng, hôm nay lệ chưa theo mưa.